Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023, may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi Ất Tỵ đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý cô bác, bước sang tháng mới thì ai cũng mong cầu vận trình của mình sẽ thêm phần khởi sắc, sự nghiệp rẽ bề tăng tiến, mọi việc được thuận lợi, cuộc sống được ấm no, tình duyên, gia đạo được hạnh phúc. Tuy không giàu có về tiền bạc, vật chất như bao người thì cũng dư dả, đủ ăn, đủ tiêu, không phải quá mức thiếu thốn. Và tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, mệnh phú đăng hỏa, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, người tuổi Ất Tỵ sẽ có một tháng hung khắc ẩn tàng, vận trình có nhiều biến động, nhưng nếu như quý cô bác cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Quý cô bác tuổi Ất Tỵ hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể của quý cô bác tuổi Ất Tỵ diễn ra trong tháng 9 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để đốn cát, xua hung, làm sao để có được nhiều may mắn đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác cùng luận giải nội dung chi tiết nhé. Bề trên ban lộc, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, trúng số liên tiếp, phất lên như vũ bão, đổi đời đại gia. Đúng tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trước khi đi vào luận giải tử vi chi tiết, ta cùng tìm hiểu về tổng quan tính cách và vận số cuộc đời của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Tuổi Ất Tỵ là người khôn ngoan, thích học hỏi, có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng với bản tính ôn hòa, không muốn va chạm nên khó làm chuyện lớn. Nếu có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, sẽ có địa vị cao trong các lĩnh vực văn chương, nghiên cứu, giáo dục. Nặng về trí hơn tay chân, tuổi trẻ có nhiều gian khổ, thân tự lập thân, xa quê hương dễ làm nên sự nghiệp. Đi vào trung vận, sự nghiệp ổn định dần dần, càng lớn tuổi, tài lộc càng dồi dào, tuổi già an nhàn phú túc. Tuổi Ất Tỵ có đầy đủ đặc tính của thiên can Ất và địa chi Tỵ, với thiên can Ất thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc chu đáo. Ít khi bị sai lầm và đặc điểm của chi Tỵ là tính thường đa nghi và thích làm việc riêng rẽ một mình, âm thầm và kín đáo. Chi Tỵ vì thế từ trong ẩn khuất nhìn ra, họ sẽ thấy được cái hay cái dở của người khác để rút kinh nghiệm, nên khi hành động thường có kết quả sẽ thành công. Tuy cuộc đời phải chịu nhiều khổ cực, nhưng phúc lộc cũng đủ đầy, họ thường được lợi và được người khác phái giúp đỡ. Nếu theo con đường học hành thì khả năng thành công lại càng cao, nhờ có trí tuệ nên làm gì cũng sẽ thuận lợi hơn, vạn sự tiến hành theo chính đạo thì tất sẽ được cát lành. Tuy nhiên, nên điều tiết cảm xúc, tránh trở nên quá độc đoán, sẽ mất đi khả năng phán đoán chính xác dẫn đến thất bại. Phá tài hao lộc, người tuổi Ất Tỵ mệnh phú đăng hỏa là những người có trí tuệ và khả năng quan sát rất nhạy bén. Không ai có khả năng tư duy được nhanh nhạy như họ, có tài nhìn xa trông rộng, năng lực xã giao xuất chúng, tính cách bất tị, hoạt bát, vui vẻ, thích trở thành người nổi bật giữa đám đông, dù là tham gia những chuyện hoang đường đến thế nào, họ cũng sẽ cố gắng để trở nên nổi bật. Họ thích các hoạt động xã giao, không ngại thể hiện trước đông người, có thể thoải mái nhảy múa, hát ca hay diễn kịch. Họ có tố chất diễn viên, tuy không phải là người thường tự vẽ ra câu chuyện cho mình, nhưng họ biết cách làm thế nào để mọi người tin và đồng cảm với mình. Người tuổi Ất Tỵ có một sức hút kỳ lạ, sự cuốn hút đặc biệt của họ được toát ra từ chính con người họ, sự quyến rũ và tài ăn nói thuyết phục khiến cho họ rất có tiềm năng phát triển. Nếu đi theo nghiệp chính trị, họ không phải là mẫu người an phận thủ thường, cũng khó có thể yên ổn, yên lành một chỗ, họ luôn cần sự thay đổi, không đủ kiên nhẫn với những người cố chấp và không muốn thay đổi. Có điều, người bình thường lại có thể thành công nhờ có nghị lực, mà điều đó không phải là thứ mà tuổi Ất Tỵ có được. Họ khó có thể tồn tại trong tập thể để đề cao quy tắc, họ luôn không ngừng tìm kiếm sự mới mẻ cũng như nhiều ý tưởng khác biệt và độc đáo. Khi cảm nhận được sự nguy hiểm hay bị đe dọa,
họ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ và không hẹn ngày gặp lại. Tính cách có phần nóng nảy, bốc đồng, thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Họ là người thích tự tay lập nghiệp, không thích nhờ và hay dựa dẫm tiềm năng kinh tế của gia đình. Họ thích cảm giác tự do và xông pha chiến đấu với thử thách để khẳng định bản thân mình. Người này thích hợp với các ngành nghề mang tính kỹ thuật. Về nhân duyên, họ là người quảng giao, có nhiều bạn bè, trọng chữ tín, nên thường khi khó khăn luôn được rất nhiều người giúp đỡ. Tuy nhiên, họ khá bướng bỉnh, tự tin vào bản thân mình, nên hiếm khi lắng nghe lời khuyên hay cảnh báo từ mọi người. Đây là điều mà Ất Tỵ nên sửa đổi. Người này rất nhạy cảm, song cảm xúc khá thất thường, không mấy ổn định. Chỉ cần đối phương tốt với mình, họ sẽ đem toàn bộ tình cảm của mình trao cho người. Dễ trở thành người si mê, mù quáng, không lối thoát. Tính cách như vậy nên họ hiếm khi bày tỏ tình cảm trước, cũng có phần khắt khe với những người yêu quý mình. Dù tình cảm đã chín muồi, thậm chí đang bàn chuyện trăm năm, nhưng đôi khi vì yêu cầu quá cao mà họ khiến cho tình cảm dần trở nên phai nhạt. Nỗ lực làm việc là con đường duy nhất để kiếm tiền. Muốn tài vận tăng tiến thì phải chịu khó dốc toàn lực để phát triển sự nghiệp. Cơ bản thì con đường tài lộc của tuổi Ất Tỵ khá suôn sẻ, song thói quen chi tiêu hoang phí dễ khiến cho họ lâm vào cảnh nợ nần, nên tập cho mình thói quen chi tiêu theo kế hoạch. Không nên mua sắm lãng phí và những món đồ đắt tiền mà không thực dụng, phải khống chế chi tiêu thì mới có được tài chính cân bằng và vững vàng. Và sau đây, ta cùng đi vào tổng quan vận trình tháng 9 âm lịch và chi tiết từng phương diện cuộc sống của Ất Tỵ, sinh năm 1965. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023, người tuổi Ất Tỵ đón tháng mới với tinh thần đầy hào hứng. Khi có rất nhiều cơ hội phát triển đang chờ đón bạn ở phía trước, bạn càng làm càng hăng say, cũng tạo ra những năng suất chất lượng đáng nể. Nguyệt lệnh lâm đế vượng cho thấy, sự nghiệp tiến triển vượt mức mong đợi, bản mệnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cũng chủ động đưa ra các ý tưởng, đề xuất mới, thể hiện khả năng sáng tạo. Tam hội cục còn giúp mối quan hệ xã giao thêm phần hài hòa, nhất là khi bạn luôn cùng giúp đỡ đồng nghiệp, giải quyết vướng mắc, tạo dựng hào cảm với đồng nghiệp và cấp trên. Không chỉ công danh sự nghiệp, vận tài lộc của Ất Tỵ trong tháng 9 này cũng vô cùng thuận lợi, cả nguồn thu chính và phụ đều có khởi sắc. Tuy không đến mức phát tài ngay sau một đêm, nhưng cũng khá rủng rỉnh chi tiêu, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Nữ tuổi này mạnh dạn mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới hoặc phát triển nghề tay trái thì sẽ được đền đáp bằng tài lộc về túi. Chuyện tình cảm bước vào trạng thái lý tưởng nhất, nhân duyên hưng vượng, người độc thân có đào hoa nên có thể tìm thấy tình yêu của đời mình. Nhưng cần phải biết nắm bắt mới được như ý. Gia vận thì hòa thuận, nồng ấm, có cặp đôi còn đón tin vui về con cái hoặc về chung một nhà. Sức khỏe Ất Tỵ nhìn chung là ổn, thể trạng rất tốt nhờ chế độ rèn luyện và lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, do thời tiết thay đổi bạn cũng cần chú ý tình trạng nóng trong, mụn nhọt. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên, tháng đồng thời sẽ tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của con giáp thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp về phương diện công danh, sự nghiệp của Ất Tỵ, vận trình của bản mệnh hanh thông phơi phới, nhiều cơ hội để phát triển, hầu hết các kế hoạch công việc đều tiến triển đều đặn theo đúng dự tính ban đầu, thậm chí có nhiều lĩnh vực vượt cả mức mong đợi. Tháng này, mệnh chủ được nguyệt lệnh đế vượng ủng hộ nhiệt tình, kết hợp với quý nhân tam hội, nên như hổ mọc thêm cánh, nâng cao vận khí giúp bạn liên tiếp gặp may trong công việc. Dù quá trình tiến hành vẫn có đôi chút vấp váp, trở lực, nhưng được quý nhân phò trợ, bản mệnh lại năng động và xông xáo, nên kết quả thu về khá lý tưởng. Ngay trong những công việc thường ngày, bạn cũng chủ động đưa ra các ý tưởng đề xuất mới, thể hiện khả năng sáng tạo. Rất may là những ý tưởng đó đều được các thành viên đón nhận và đánh giá cao. Thêm nữa, tam hội cục còn giúp các mối quan hệ xã giao thêm phần hài hòa, nhất là khi bạn luôn cùng giúp đỡ đồng nghiệp giải quyết vướng mắc, tạo dựng hào cảm với đồng nghiệp và cấp trên. Một vài hạng mục bị đình trệ hoặc chưa kịp xử lý trước đó, nay được tuổi này nhanh chóng giải quyết đâu ra đó, có thêm sự tín nhiệm của cấp trên cũng như sự ủng hộ của cấp dưới, cơ hội thăng tiến càng thêm rộng mở. Tuy nhiên, do tháng có dịch mã xuất hiện là điềm báo tất bật thường phải di chuyển hay ngược xuôi lo công việc. Đó có thể là quá trình dịch chuyển về địa lý, khoảng cách, nhưng cũng có thể là dịch chuyển chức vụ. Nhìn chung, những nỗ lực bỏ ra đều sẽ đền đáp xứng đáng. Một khi bản mệnh chủ động xông xáo trong công việc, kết quả cuối cùng đạt được vô cùng mỹ mãn. Về mặt tài lộc, cùng với những tin vui ở phương diện sự nghiệp, vận tài lộc của Ất Tỵ cũng có dấu hiệu tăng vọt trong tháng mới. Vận khí đang phát mạnh, việc kiếm tiền của những chú rắn cũng thêm phần thuận lợi.
hàng loạt những cát tinh trợ mệnh, con giáp này làm gì cũng có thể kiếm ra tiền, cả nguồn thu chính và phụ đều có khởi sắc. Tuy không đến mức phát tài ngay sau một đêm, nhưng cũng khá rủng rỉnh trong chi tiêu, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Tháng này cũng mở ra nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh, buôn bán thuận lợi, bỏ túi không ít lợi nhuận lộc lá trời ban. Nếu tuổi này mạnh dạn mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới hoặc phát triển nghề tay trái thì sẽ được đền đáp bằng tài lộc về túi. Nhìn thấy các cơ hội tốt, thời cơ đến, bản mệnh muốn tranh thủ đẩy mạnh đầu tư, điều đó hoàn toàn phù hợp ở thời điểm này. Nhân duyên khởi vượng, nhờ tam hội cục cùng giúp các kế hoạch hợp tác diễn ra suôn sẻ, bản mệnh liên tục ký kết được hợp đồng lớn. Các thỏa thuận hợp tác làm ăn béo bở, đơn hàng tấp nập, không chỉ đem tới lợi nhuận cho doanh nghiệp mà bản thân cũng được hưởng khoản hoa hồng không nhỏ. Có lẽ tháng này, dịch mã báo hiệu sự tất bật cũng là bởi bạn luôn bận rộn với các tham vọng làm giàu của mình, vất vả một chút nhưng gặt hái thành quả rực rỡ, như vậy cũng đáng lắm. Tuy nhiên, làm bất cứ việc gì cũng nên chỉn chu và biết điểm dừng đúng lúc, đừng tham lam, ôm đồm mà sôi hỏng bỏng không. Các chi phí phát sinh trong tháng cũng tương đối nhiều, vì vậy, Ất Tỵ chớ ỷ vào việc túi tiền rủng rỉnh mà tiêu pha lãng phí, vung tay quá chán thì tiền núi cũng cạn. Về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình duyên có tam hội xe duyên, chuyện tình cảm và các mối quan hệ của người Ất Tỵ sẽ vô cùng khởi sắc trong tháng 9 âm lịch này. Nhân duyên hưng vượng nhờ đế vượng giúp làm tăng sức hút, người độc thân có đào hoa chiếu nên nhiều cơ hội để kết nối tình cảm, có thể tìm thấy tình yêu của đời mình. Tuy nhiên, nếu bạn không chủ động nắm bắt thì xuyên mấy cũng sẽ qua. Với các cặp đôi, những khúc mắc trục trặc trước đó sẽ lần lượt được tháo gỡ ổn thỏa, tình cảm càng thêm gắn kết, mặn nồng. Gia vận thì hòa thuận, xung đột giữa các thành viên trong gia đình giảm đi trông thấy, trả lại không khí yên vui. Về mặt sức khỏe. Xem tử vi hàng tháng của 12 con giáp, tháng này thủy thổ lâm đế vượng ở Ất Tỵ, lẽ ra sức khỏe của bản mệnh được cải thiện. Nhưng vì dịch mã động tinh xuất hiện, báo hiệu sự tất bật, vất vả, không báo trước, sức khỏe vì thế mà bất ổn, khi khỏe mạnh, lúc ốm đau. Dù thể trạng của bạn rất dẻo dai, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nhờ chế độ rèn luyện và lối sống lành mạnh, nói như vậy không có nghĩa là bạn chủ quan, khinh suất đâu nhé. Nhất là khi thời tiết thay đổi, nên bạn cần chú ý tình trạng nóng trong và mụn nhọt. Với những hoạt động thể chất mạnh, tuổi Ất Tỵ hoàn toàn có thể thử sức bởi sức khỏe của bạn hiện tại cho phép điều đó. Tuy nhiên, làm gì cũng cần biết lượng sức, đừng tập tành quá sức mà gây phản tác dụng. Ngoài ra, cũng nên giữ vệ sinh nhà cửa để tránh bệnh tật do môi trường, uống nhiều nước, bổ sung thêm các thực phẩm tính hàn để giảm bớt nóng trong. Sau đây là tử vi tuổi Ất Tỵ từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong tháng 9 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Ất Tỵ tháng 9 âm lịch 2023. Vận trình tuần mới của Ất Tỵ có thăng có trầm, có những thuận lợi lẫn khó khăn gian lẫn xuất hiện trong tuần này, vẫn cần phải thận trọng để hạn chế rủi ro. Đây cũng là thời gian để bạn suy nghĩ về những gì mình đã làm được và chưa làm được, tính toán cẩn thận cho tương lai. Ngay từ tuần đầu, thiên quan đã gây ra không ít rắc rối cho bản mệnh khi có điểm báo tiểu nhân đang đến quấy phá vận trình công danh, sự nghiệp của con giáp này. Tuổi Ất Tỵ không thực sự hiểu về hương hiểm của mình có thể đối mặt nên có thể dễ sa chân vào những cạm bẫy của kẻ xấu bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bản mệnh không cần quá lo lắng, chỉ cần cố gắng hết sức, làm việc và dùng thực tế để chứng minh giá trị của bản thân mình thì tiểu nhân sẽ tự lùi bước. Tài lộc trong tuần cũng không suôn sẻ, do chịu ảnh hưởng của đại hao hung tinh, bản mệnh cần có cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý, không nên ỷ vào việc mình kiếm được ra tiền mà chơi bời, phung phí. Đồng thời khi có cơ hội làm ăn mở ra trước mắt, bạn cũng cần phải đánh giá xem cơ hội đó có phù hợp với sức của mình không, đừng nên quá tham lam để hành động mù quáng. Phương diện tình cảm trong tuần này duy trì ở mức bình ổn, khi lứa đôi luôn biết cách để điều hòa mối quan hệ, không để những khúc mắc làm rạn nứt tình cảm, không khí gia đình thì hài hòa, hạnh phúc, mọi người cùng nhau nhường nhịn, yêu thương. Sức khỏe hơi đáng ngại, các bệnh về dạ dày hoành hành khiến cho bạn cảm thấy khó chịu, ăn không ngon, mất ngủ, tuổi Ất Tỵ ngoài việc sinh hoạt điều độ, thì nên khám bác sĩ để chẩn đoán đúng bệnh, kê đơn đúng đơn thuốc, tránh tình hình bệnh ngày càng xấu đi, rất nguy hiểm. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thân, sửu, tiểu nhân, dần, hợi. Màu sắc may mắn, đen, xanh, con số phát tài, 16, 22, 09. Tử vi tuần 2, tuổi Ất Tỵ tháng 9 âm lịch 2023.
Cát Tinh Thái Dương hứa hẹn một tuần mới đầy may mắn và hanh thông với người tuổi Ất Tỵ, cả trong tình cảm lẫn trong công việc. Đường công danh của nam mệnh sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữ mệnh chút xíu. Quý nhân sẽ thôi thúc bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình và bứt phá mạnh mẽ, giành lấy những điều mà mình mong muốn. Thời điểm này, bạn tốt nhất nên tập trung cho những công việc để tận dụng hết ưu thế đang có sẵn, tạm thời gác lại mọi chuyện bên lề lại sau một bên để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội tốt đẹp nào. Sự cầu tiến của bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt đối với cấp trên, bạn có thể được chính ấn nâng đỡ lên vị trí cao hơn đó. Tiền bạc trong tuần chủ yếu phải chờ tới cuối tuần mới thực sự vượng, cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, nên con giáp này có thể sẽ có nhiều nguồn thu nhập cùng tăng tiến, nhưng đồng nghĩa với việc cuối tuần bạn sẽ chẳng được thảnh thơi mấy đâu, vì vẫn phải tăng gia sản xuất mà. Tuần này, Dậu Thổ Lâm đến vượng ở Ất Tỵ, lẽ ra sức khỏe bản mệnh được cải thiện, nhưng vì dịch mã động tinh xuất hiện, báo hiệu sự tất bật, vất vả, không báo trước, sức khỏe vì thế bất ổn, khi khỏe mạnh, lúc ốm đau. Tuổi Ất Tỵ cần chú trọng nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu có thể, hãy đặt lịch đi du lịch để thư giãn và có sự trải nghiệm mới. Càng đi xa, nhân duyên của bạn càng vượng, nói chung lợi cả đôi đường. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Dậu, Sửu, tiểu nhân, Thân, Hợi. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số phát tài, 56, 89, 33. Tử vi tuần 3, tuổi Ất Tỵ tháng 9 âm lịch 2023. Trong tuần mới, chính quan đem lại nhiều cơ hội cho Ất Tỵ trong công việc, bạn có không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, cũng được phép đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình cho công việc, đó là điều mà không phải ai cũng may mắn có được. Cấp trên hiểu ý và cho nhân viên không gian phát huy khả năng của mình, hãy tận dụng cơ hội này để đạt được những bước thăng tiến trong thời gian tới, vận trình của bản mệnh đang có chiều hướng tốt dần lên. Con giáp này được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian sắp tới rất lớn, nhân đà này hãy cố gắng hết sức mình để không lỡ mất thời cơ hiếm có. Tinh thần hăng hái sức, những chú rắn chẳng ngần ngại dùng thời gian nghỉ ngơi để hoàn thành công việc của mình. Tài lộc khá suôn sẻ đối với con giáp này, thực thần mở lối cho bản mệnh có đủ tự tin để làm những chuyện mình mong muốn, lại trợ giúp về nhiều mặt, trên con đường tài lộc của bản mệnh vẫn không tránh khỏi những vấp váp ban đầu, nhưng càng về sau, Ất Tỵ càng có thêm kinh nghiệm, vững tin vào con đường mình đã chọn và thu được những nguồn lợi nhuận xứng đáng với công sức bỏ ra. Sức khỏe chớ lơ là, hung tinh quanh quẩn chờ bạn sơ sẩy sẽ đẩy bạn gặp tai nạn bất ngờ. Một cú ngã xe hay trượt chân cũng đủ để làm Ất Tỵ đau đớn, tổn thương và bất tiện trong sinh hoạt rồi, nhớ lưu ý cẩn trọng nhé. Cẩn nang vượng vận, quý nhân, Dậu, Tỵ, tiểu nhân, Dần, Thân. Màu sắc may mắn, tím, vàng. Con số phát tài, 59, 03, 87. Tử vi tuần 4, tuổi Ất Tỵ tháng 9 âm lịch 2023. Điểm tốt là vận trình sự nghiệp ổn định, vững vàng và có điểm thăng tiến lên trước nho nhỏ, có thể bạn được cấp trên chú ý nâng đỡ và giao thêm trọng trách, chức vụ hay gia tăng quyền hạn, nên lấy đó làm động lực để phấn đấu nhiều hơn trong công việc, đừng mất tập trung. Công việc thuận lợi, không có sự cố nào đáng kể, nhưng tài vận bình thường, người làm công ăn lương cứ trên chú đi làm cũng chỉ có mức thu nhập ổn định như vậy. Người kinh doanh đầu tư lại còn chút thua lỗ, thu không đủ chi đang trong giai đoạn khó khăn. Đường tài lộc không mấy hưng thịnh, may là những ngày trước, bản mệnh đã tiết kiệm một khoản, bây giờ lấy ra chi dùng nên không đến nỗi quá túng thiếu. Hơn nữa, bạn còn có những khoản thu nhập thêm bên ngoài, không nên quá đáng ngại. Tiền bạc thu về tay không ít, những người làm kinh doanh buôn bán càng có lợi, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Trong khi đó, người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm khoản thu phụ bên ngoài nhờ chăm chỉ kiếm thêm việc làm. Để nhẹ nhàng, thoải mái và thong thả hơn, tuổi Ất Tỵ nên tìm nơi yên tĩnh và nghỉ ngơi trong ngày cuối tuần. Cả tuần chiến đấu mệt mỏi, bạn cần được xả hơi, lấy lại năng lượng, gợi ý nho nhỏ cho bạn là tham gia một khóa tu tại chùa hoặc là thiền viện sẽ là trải nghiệm rất tuyệt vời đấy. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Dậu, Sửu, tiểu nhân, Hợi, Dần. Màu sắc may mắn, vàng, ghi. Con số phát tài, 56, 02, 66. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, theo lời Phật dạy, nếu làm được 3 điều này, thì bạn là người có nhiều phước hạnh nhất thế gian. 1. Làm tròn đạo hiếu. Lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ cho rằng, đạo hiếu là trên hết, ý nghĩa của chữ hiếu luôn luôn được Đức Phật đặt lên hàng đầu. Không gì có thể sánh được bằng, đây là điều đứng đầu trong những điều đem lại nhiều đức hạnh nhất. Minh chứng cho điều này, đó là hàng năm và dịp rằm tháng 7 âm lịch, hầu hết các chùa tại Việt Nam đều tổ chức lễ Vu Lan.
để Phật tử có dịp cầu nguyện cho hương linh, cửu huyền, thất tổ được siêu sinh tịnh độ và cha mẹ hiện tiền có được đời sống trường thọ, an lành, hưởng nhiều phước lộc. Đạo hiếu là sự khẳng định uy quyền của cha mẹ để con cái báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, vâng lời cha mẹ, hành động theo ý muốn của cha mẹ một cách hợp lý. Cha mẹ luôn đặt ở một vị trí rất cao, hiếu thảo với cha mẹ còn hơn cầu trời, thờ Phật. Công đức có được trong mọi hành động không bằng một lòng hiếu thảo và phụng dưỡng cha mẹ, ở ngoài đường ngon ngọt với người lạ, làm việc thiện liên tục, về nhà hắt hủi xa mẹ thì mọi công đức đều tiêu tan. Cha mẹ được ví như là Phật trong gia đình, có thể chu cấp cho cha mẹ là một điều may mắn. Các bạn đến chùa lạy Phật là một điều, nhưng đừng quên các bạn cũng đang có những ông Phật tại nhà, là mẹ và cha. Thời nay con cái có hiếu cũng nhiều, nhưng bất hiếu cũng không ít, đi ra thì tử tế với thiên hạ, vung tiền cho người ngoài không tiếc tay, nhưng cha mẹ ở nhà không được mỗi câu cảm ơn hay lời hỏi thăm. Nhiều gia đình đông con, nhưng anh em trong nhà thì đùn đẩy việc chăm nom cha mẹ già, người như vậy không có tư cách để nhận đức hạnh. Nói về đạo hiếu, phải kể đến một vị hoàng đế thời xưa họ Lưu, trước năm 180 với lòng nhân từ và lòng hiếu thảo. Ông ấy được rất nhiều người thời đó biết đến, không bao giờ chùn tay hay than thở trong việc phụng sự mẹ mình. Mẹ ông bị bệnh đã 3 năm, thường xuyên bị bịt mắt và không mặc quần áo, thuốc sắc mà mẹ của ông ấy uống mỗi ngày, đều có thái y đem đến, nhưng vì không yên tâm, sợ có độc, nên ông đã tự mình nếm thử trước khi để mẹ ông tự tin uống. Ông trị vì 24 năm, đề cao đức trị, đề cao lễ nghĩa, chữ hiếu, quan tâm đến phát triển nông nghiệp, xã hội thời Tây Hán ổn định, dân cư thịnh vượng, kinh tế được khôi phục và phát triển. 2. Cứu mạng người có câu nói, cứng một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Đức Phật luôn đề cao và tôn trọng các bác sĩ, y tá đã cứu người, cảnh sát cứu hỏa và những người có thể giúp đỡ người khác trong cuộc sống. Con người chúng ta nên coi việc cứu người là một đức tính cao cả, thường thì bạn cứu một mạng người thì phúc chưa tới, nhưng họa đã phải rời xa. Nếu ai có thể cứu người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng thì tốt hơn cả việc thường xuyên đọc kinh, làm việc thiện, tốt hơn cả việc quyên góp nhiều tiền hơn để xây dựng chùa. Trên thế gian không có gì quý giá hơn sinh mạng của con người, cổ nhân nói sinh mệnh có một mối quan hệ mật thiết với trời. Bởi vì sinh mệnh của con người là do trời ban và định sẵn từ trước, vì thế, từ xưa đến nay, giết người là tội ác lớn nhất, còn cứu người là một trong những điều đem lại nhiều đức hạnh nhất. Ngay chính chúng ta cũng ham thích cuộc sống và sợ hãi cận kề cái chết, vậy cớ sao ta có thể đành lòng ra tay tước đi mạng sống của một chúng sinh khác cơ chứ? Đó là chưa kể đến nỗi sợ hãi của chúng sinh, trước khi bị giết sẽ tích tụ thành một khối oán thù, đeo bám mãi kẻ giết hại mình, để giết lại họ cho bằng được cái mới can tâm, khiến oán thù ngày một chồng chất. 3. Hay phóng sinh. Hiểu đơn giản nhất thì phóng sinh thực chất là cứu sống hay giải thoát cho sinh vật, không phải con người. Người nào chịu ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo sẽ hiểu được ý nghĩa của việc phóng sinh trên quan điểm bình đẳng của mọi sinh vật. Theo quan điểm của các tín đồ Phật giáo, phóng sinh là công đức lớn nhất, bởi vì một khi phóng sinh, bạn có thể cứu được một lượng lớn sinh mệnh. Trong phong tục dân gian, việc phóng sinh thường được sử dụng như một phương pháp để giải trừ tai họa, tai ương. Có nơi còn tổ chức lễ phóng sinh với quy mô lớn để giúp đỡ những người đang mắc bệnh hiểm nghèo, gặp nhiều tai ương trong cuộc sống. Khi một người mơ thấy người thân đã khuất của họ đang gặp khó khăn, thì nên phóng sinh cho họ được siêu thoát và bớt khổ ở một thế giới khác. Mặc dù vòng đời của mỗi sinh vật khác nhau, có thể ngắn, có thể dài, nhưng đã là sinh mạng của bất kỳ sinh vật nào cũng mong được sống dài thêm một chút, vậy nên còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không phóng sanh ngay. Rất nhiều sinh vật hy vọng, may mắn sẽ được giải thoát nhờ lòng từ bi của con người, tích tiểu thành đại. Quý vị hành phóng sinh thường xuyên, thì tâm từ bi sẽ được nuôi dưỡng ngày một lớn hơn, trí tuệ cũng rộng mở hơn, cuộc đời vui vẻ và nhiều phước báu hơn. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 9 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.